Xin chào các bạn, mình là Trenly. Hôm nay mình tiếp tục với Lốc Rút. Và lần này thì mình sẽ thức tỉnh full tộc hình mình nha. Hình mình thì mình thức tỉnh full. Chủ yếu là mình sửa lại cái bánh răng để mình tích được 150 cái điểm nộ. Giờ là mình mua còn 4 lần nữa. Tại vì mấy cái lần mà muốn đổi bánh răng thì mình phải mua 5 lần lực. Lần cuối cùng rồi. Rồi farm nó mệt. 4.000 lần cuối cùng. Tổng cộng mà mình trial để đổi bánh răng á, tầm 20 mấy k đó các bạn. 20 mấy k rất mình chua. Giờ là mình bắt đầu thức tỉnh. Răng tròn đã ập đến. Thì biệt đội thức tỉnh chuẩn bị bắt đầu. Ok. Với trai hình mình thì nó khá là dễ. Mình sử dụng Phật tổ thì easy. Tổ V1, V2 gì mình chuyển sang kiếm hoặc chuyển sang melee đánh quá dễ luôn. Con boss này nó không có bao nhiêu ước mơ hết à. Cào rống không mà sử dụng vỏ ma cà rồng cào rưa không. Giờ tới vua biển bên đây. Tại vì cái con này nó chưa thức tỉnh cái gì nào đấy, nên là mình đánh vua biển nó rất là lẹ. Rồi giờ đến bên con thiên thần. Thiên thần thì nhảy hết những cái đám mây này. Con này thì cũng chưa thức tỉnh cái gear nào hết. Nên là cái việc mà nhảy qua cái đám mây này nó không còn dài và nó khó khăn. Nhảy 3 cục nữa, 1 cục qua. Giờ này thì bắt đầu chuyển sang giai đoạn reset. Lại con tộc người cá reset luôn. Vậy là mình chuẩn bị có thể đổi được cái bánh răng rồi. Lúc trước mình lắp lộn cái bánh răng. Nó không tích được 150 điểm nộ. Tích được có 100 mà. Bây giờ là cuộc đời của mình sẽ thay đổi từ đây. Giờ là mình có thể đổi được bánh răng rồi. Bạn nào muốn thức tỉnh lần 5 thì thức tỉnh nha. Chủ yếu là mình đổi được bánh răng thì thích cái nào mình xài cái đó thôi. Ok. Giờ mình sẽ đổi màu đỏ biến thành màu xanh này. Không quá 150%. Lắp vào. Sử dụng cái bánh răng này là combo là bá cháy một chát lửa luôn. Sốc đam kinh khủng. Khủng khiếp. Giờ mình xuống dưới mình xem con màu đỏ có truyền bí tịch gì cho mình nữa hay không. Biết trước kết quả mà vẫn xuống coi. Con này thì nó sẽ nói rằng nó đã truyền hết tất cả nội công võ công cho mình rồi. Không còn gì để truyền hết. Lúc này thì mình sẽ cho các bạn xem nè. Ở bên phải là lúc mà mình chỉ full gear thôi. Và bên trái là mình mới thức tỉnh xong. Thì để xem coi là nó sẽ duy trì được bao lâu. Mình nhớ không nhầm đó là tầm khoảng đâu là một phút mấy gì đó. Thì chủ yếu là mình thức tỉnh tiếp cái lần tiếp theo. Là nó cho mình là đổi cây bánh răng. Chứ nó tăng cái thời gian mà duy trì cái thanh bao quơ. Tầm 5-6 giây à, không có nhiều. Không có tăng mà nó đáng kể như 20 giây, 30 giây gì đó. 5-6 giây thôi, 15 giây cũng gọi là đáng kể. Nhưng mà lúc trước mình nhớ mình test tập người cá rồi. Không có kinh khủng khủng khiếp lên 15 giây đâu. Tầm 6 giây, 7 giây. 47 giây đã trôi qua, 48 giây rồi. Để xem nào. Bên nào sẽ hết trước. Thì mình thấy cái lóng bao quơ, các bạn nhìn kỹ xem thấy không. Nó tuột khá là tương đồng với nhau. Vậy thì sự chênh lệch thì chỉ chênh lệch về giây thôi. Dưới 10 giây không thể nào mà trên 10 giây được. Được cái là mình có thể đổi gear để mình xài. Chủ yếu là nó nằm ở đó thôi. Mà nó tốn mình 20 mấy k rất mình. Nên là các bạn suy nghĩ kỹ. 1 phút 20 giây, 21. Tạm chênh lệch 3 giây à. Không có nhiều các bạn ơi. Chủ yếu là mình đổi được gear thôi ha. Giờ là mình sẽ lấy cuốn legend này để mình chỉnh cái cây kiếm của mình lại. Cái kiếm của mình lúc nãy là có cái dòng đó là mình càng chém M1 nhiều thì tốc độ di chuyển của mình nó sẽ tàn căng cao. Giờ là mình sử dụng hai cuốn mythical này. Săn hai con Leviathan chứ. Từ ơi. Sao mình nhìn thấy cái dòng chán dữ rồi từ. Dòng này có quyền rủa gì đi. Từ ơi. Cố nhân gặp lại. Ủa vậy là mình đổi làm chi? Tính đâu ba cuốn có Lexing hay là có quyền rủa gì đó. Quay lại dòng cũ luôn. Cuối cùng tốn hai cuốn Mythical, một cuốn Legend. Quay trở lại dòng lõ trét. Thôi không sao. Giờ mình đi săn bounty luôn nè các bạn. Thì ở đây mình đã thức tỉnh được tộc khinh mình lên rồi. Giờ là chỉ cần mà dính cây đàn của mình thôi. Là mọi thứ kết thúc chấm hết.
Nè nè nè, trời ơi chém cái kìa. Mới lướt nhẹ trời ơi, chém hai cái kìa, trời ba cái kìa nhiều. Đổi 4 5 cái kìa các bạn ơi, chưa tích đủ 150 điểm đó nha, 150 điểm chua lắm. Ra đây. Ra đây nè, bắn liền. Vô đây cái mình cắt liền nè. Nhảy vào. Ngó ngó á, trời đóng băng heo. Đóng băng rồi thả chim. Lướt vô đá ghê á. Dữ á. Trúng thử chừng 2 chiêu nữa thôi, 1 chiêu nữa thôi. Là bắt đầu bật chế độ ẩm bò lên rồi đó, đó. Hai chém mà trời ơi. Có 7.900, tưởng đâu gì. Nhảy vô, nhảy vô, nhảy vô. Trời phát liền. Chà. Mình bị tưng lên. Không bị tưng là mình cho bạn này ăn nguyên một cái combo song kiếm, ăn chừng 2 chiêu song kiếm thôi. Mình sử dụng tộc khinh mình này chủ yếu là mình thức tỉnh lên mình cho ăn được 2 chiêu song kiếm thôi. Chứ thêm cây đàn là mình nói thiệt là nhiêu nhiếu rồi. Mà mình sao giờ mình bị dí dữ người ta. Còn có 3k mấy máu à. Được ghê ha. Ý ý hên quá tao lạng quá trời ơi trời. À trời mổ neo mình sau đó lại đè tấp. Ghê á. Thức tỉnh lên ừ. Ba cái tộc người cá bị nét hả. Các bạn nghĩ mình sợ nó nè 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 chết đây nè nè. Tộc người cá lúc trước chịu nổi. Đợn phát. Xong kiếm hai chiêu lại chém cái nữa bạn không biết sao đi đâu. Mình đảm bảo luôn không biết sao chết đâu. Vô đây nè, vô đây. Nhào vô. Cậu xong đây đông dữ à. Mình canh mục tiêu thôi, mình còn có 5k mấy máu à. Cậu, cậu Pika, Pika. Pika anh xả sặc lừa xuống. Kê kê kẹp nè, chém hốt liền ăn. Cảm ơn heo. Nhờ bạn đó mà mình tỉa được bạn kia. Giờ mình canh mình lao vô chém. Pika đó giờ toàn quýnh trên trời quýnh xuống không các bạn ơi. Dám chạy dưới đất đâu. Thấy bạn kia bay bay từ trên trời nịa xuống không à. Nó băng tạo. Tạo ra cái hồng thủy cầu. Tạo quả cầu cũng được mình luôn. Còn bạn nào còn miếng máu đâu. Nhảy vô đây nè. Ôi 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 ôi. Ui rồi 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 rồi. Mình còn ca mấy luôn không sao đây nè. Mình truy sát những người còn ít máu nè. Trời đóng băng đằng kia thơm. Hai chiêu xong kiếm có rồi. Thì mình ăn thôi. Tộc người cá bật lên cũng vô dụng. Bao vô bao vô. Bao vào đây. Lướt vào đây kiếm ăn. Quýnh hai chiều cái nhìn thấy nó sốc đàm mà nhìn nó sướng rồi. Nhưng mà anh này là mình chưa lên cái dạng thức tỉnh mà. Lên dạng thức tỉnh kèm mới ngon. Bình thường là mình chỉ xài V3 để mình trợ cho sốc đàm thôi. Chứ thức tỉnh lên mà vô V3 nó là sốc đàm mà chịu gì thấu. Giờ này mà đứng xê lông trảo thủ người ta chém tới nơi rồi. Tưởng đâu mình còn ca máu chắc. Nhảy vô. Giờ mình thức tỉnh rồi nè. Gù rồi ui ghê vậy đã gục. Mới vô chém có hai chém 7k9 xong luôn. Nhanh gọn lẹ luôn. Đã thực sự. Quá sướng. Nhưng mà xài nó đi cũng nói lại. Mình xài cái tộc này thì mình phải cẩn thận một tí. Đánh khéo khéo nha. Tuy là mạnh thật. Nó giờ mình tích cả 100 điểm nộ nè. Đó. Lướt lại chém cái. Ngon lành. Thả rồng cái gì mà thả. Mình còn có 301 máu à. Không biết là có duy trì được hay không. Chủ yếu là mình đánh cẩn thận một xíu. Tại mình không có tộc người cá bảo kê. Cũng không có tộc thiên thần đó. Sực dậy nó mới đã. Quá tuyệt vời. Chạy ư. Chém cái con cà tám mình đang thức tỉnh à. Lướt lướt nhẹ vài cái nữa. Chỉ cần trúng hai chiêu xong kiếm cái nhìn là sướng liền. Trời ơi. Trời quẹt nhẹ mấy cái chết luôn. Quất cái cứ lên 16k đam. Quá dữ. Trốn ư? Trốn dưới đây làm gì? Đánh nhau mà leo lên trốn đứng nhìn ngó. Cắt đi, trụ ghê ha. Hên là để Haki quan sát sao chứ mấy ăn cái cú gót hình mình dép đó rồi nè 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 chết nè chết nè. Wow bụi bặm đây nè. Không biết sao luôn thấy xài chiêu quá trời quá đất luôn. Chết. Quýnh dữ mấy anh trai từ từ để em thức tỉnh cái mấy anh ư. Tại con tộc quỷ đằng kia. Tộc quỷ nghe mấy bạn giờ đánh giá cao lắm nha. Tộc quỷ, tộc say bót. Tộc khinh mình này cũng được nè. Nè nè nè, lao ra nè. Cắt cái đầu liền. Tàu ui, nó đã. Lại đây, lại đây. Ui, 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 ui. Ây da, dính combo này hên quá. Có bạn kia đẩy ra chứ mấy mình ăn combo kia là mình bết bát rồi. Còn hai cả mấy máu. Đó. Sức vô liền. Luôn lại đây nữa. Tập trung vào, tập trung vào.
Giờ là mình đang chiến đấu với những bạn bounty trên mờ mờ. Là đây, tộc quỷ dí dữ ha nè, là đây nè. Đó á. Đờn cái dính cái mình chém đi luôn rào 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 đây ngon. Trời ơi, hai bạn luôn, hút luôn. Trời ơi, sốc đam kinh khủng chưa các bạn. Thấy mấy bạn kia còn đầy máu lao vô, sốc đam quá dữ luôn. Tích được 113, trời con số đẹp như cảnh sát 113 vậy. Vậy mà cũng bị bắt Mochi nữa. Ê chà, mà con kinh sát nó né liền. Tao cũng giờ đấm Mochi nè, nè, tao luôn nó được phía sau rồi ngon nè. Chết đi. Tụi hai chiêu. Chém cái với hai chiêu cái đi. Dữ dằn. Giờ này mà Long Trảo Thủ chiêu xê đù gần chết à. Ngoại trừ có chón tập trung vào mới chiêu xê được rồi đó. Nghĩa là xong rồi, còn ông thần này bắn phà phà cái gì mà chui trốn rồi, đánh cái đò khó chịu lắm nha. Mình phải từ từ mình tập trung. Ớn đánh với cái đò lắm. Cái đò đi đâu rồi? Còn nội Mochi này. Nãy mạng nữa, ta làm thêm mạng nữa nè. Cho nó đủ bụng hai, dép ta đi còn có đôi có cặp mà. Còn giờ cho thêm mạng nữa đi, cho có cặp có đôi. Hết chạy. Tàu của giờ này cứ xê. Toàn xê Long Trảo Thủ không. Giọng trong ngõ nãy chưa ớn. Chiêu đam tí mạnh thiệt, mạnh chậm cũng như không. Mochi hay lắm bạn ơi. Mochi đồng đội của mình, trời ơi. Mochi mà kết hợp với Phật Tổ nè, có chém sướng không các bạn. Đấm cái Phật Tổ cứ lao đầu vào chém thôi. Ai ăn thì cũng tùy. 17850 khơm. Trời ơi. Đây đã vậy. Đây đã thì lao vào. Anh Tổ ư. Quốc anh Tổ luôn. Xả đầu mũi 16. 16161. Liền liền. Vô đây. Dạt xa xa ra đi. Mình đánh Phật Tổ mà, mình càng được mà cứ từ từ thôi. Đó. Mình đâu phải là tộc gì cá đâu. Mà tộc gì cá đây yếu rồi, xài mấy tộc này chống đã. Một thầy sẽ bót trời. Đóng băng cái mình lao cái mình lụm luôn. Hai chiêu. Nè đây còn miếng máu nè. Đây ngon nè đó. 8925 cũng được. Còn ai nữa không? Tên này chạy để mình làm luôn tiện thể nè. Giờ này mà ta dí ta chém tới nơi rồi bay vô bắn chiêu xê cũng ra gần. Ngay thấy trước quốc thiệt. Lại đây mình tích được 130 điểm nè. 130 này chém trúng á, tụi nó tụt nhanh quá. Bị ăn đam tụt ngộn kinh. Nhưng mà vậy mình cũng ăn được rồi. Đó. Này hình như là 3/3 rồi. Dí đánh cũng như không à. Kiếm người khác đi, mục tiêu khác nè. Các bạn đóng băng hồi nãy nè. Luôn ở đây. Đó. Nè, chết. Trời ơi, không đủ đam các bạn ơi, thiếu miếng. Đó. Nhẹ nhàng. Vậy thôi được rồi các bạn ơi. Video đến đây nên dừng lại được rồi để mình random trác quỷ. Mà công nhận sử dụng tập hình mình mà lấy hai bánh răng màu xanh mà cho nó tích được 150 điểm nộ. Chém đúng sướng luôn. Combo 2 phát, 3 phát là đi một mạng. Hai mấy mờ cũng combo ăn như thường. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye các bạn luôn nha.